Thank you. Have a good day. Thank you. How are you? Good job. Katrina messed everything up. Now this virus is messing up everybody. But now. Hi. How are you? Hello. Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uy Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uy Quỳnh sẽ dẫn các bạn dạo quanh đường phố của Louisiana nha các bạn. Không phải dạo quanh những khu du lịch mà dạo quanh những khu ở của những người homeless ở Louisiana này. Ở dưới phố luôn đó các bạn. Họ dựng lều và ăn ngủ ở đó. Cũng cạnh bên cái shelter nhà dành cho những người vô gia cư đó cả nhà. Thì họ có dựng lều, rất là nhiều lều ở đó. Nào bây giờ Uy Quỳnh mời cả nhà cùng đi tham quan khu nhà ở của những người vô gia cư nhé. Ở phía sau lưng Uy Quỳnh đó là dưới chân cầu đó là có rất là nhiều nhà của những người vô gia cư ở đó. Có một anh rất là trẻ tuổi này ngồi ngay trước cửa đó, nhưng mà anh ấy ngại không muốn cho mình hơi khuyên. Uyên Quỳnh đang chạy trên thành phố New Orleans, là một thành phố lớn nằm về phía nam của tiểu bang Louisiana đó cả nhà. Những người sinh sống tại New Orleans bao gồm các sắc dân khác nhau như Anh, Pháp, Phi Châu, Ý, Á Nhĩ Lan, Tây Ban Nha, Cuba, Việt Nam. Và cũng còn rất là nhiều sắc dân khác nhau sống ở thành phố New Orleans này. Uyên Quỳnh đang chạy trên con phố này, đa số những người homeless vô gia cư á, thì họ sống ở trên con đường này. Tại vì trên con đường này có một shelter, là một ngôi nhà của chính phủ dành cho những người vô gia cư đó cả nhà. Mặc dù tòa nhà shelter này rất là lớn, nhưng mà vẫn không đủ chỗ ở cho những người vô gia cư homeless. Tại vì mỗi ngày họ kéo về đây càng ngày càng đông hơn nữa. Và vì không có chỗ ở, cho nên những người homeless đó họ đã dựng rất là nhiều lều ở dưới chân cầu này và cũng ở cạnh ngôi nhà shelter mà chính phủ dành cho những người vô gia cư. Và cũng có rất là nhiều người homeless họ không muốn vào shelter để ở. Tại vì nếu muốn vào shelter để ở thì bạn phải chấp nhận những luật lệ ở trong shelter. Thí dụ như bạn không thể hút thuốc uống rượu. Và bạn phải tập trung khoảng 5 giờ chiều để tập trung vào đi ngủ. Và tới sáng sớm thì bạn phải ra khỏi shelter. Bạn không được ở trong shelter nguyên ngày. Cũng chính vì những luật lệ ràng buộc đó, cho nên dù có một số homeless họ không có nhà ở, nhưng mà họ vẫn chọn cách ngủ ngoài đường chứ không muốn vào shelter để ở. Và chung quanh đây các bạn cũng có thể nhìn thấy có rất là nhiều người họ dựng lều, ngủ ở dưới chân cầu như thế này luôn. Nếu như ngủ trong lều của mình ở dưới chân cầu như thế này thì sẽ thoải mái hơn. Bạn muốn ngủ khi nào cũng được. Và bạn cũng không cần thức dậy đúng giờ. Và vào buổi sáng như thế này á, thì có rất là nhiều người homeless đứng trên con đường này xin tiền. Hầu như trên con đường này, mỗi góc đường đều có homeless đứng đó để xin tiền. Có một góc đường thì đứng rất là nhiều người nữa. Nhưng mà ai mà hơi nhát một chút xíu đi trên con đường này cũng cảm thấy sợ lắm. Chúng ta cũng có thể nói đây là một con phố của những người homeless. Tại vì một con đường rất là dài như thế này, thì toàn là nhà của những người homeless dựng lều ở dưới chân cầu. Và đa số là những người homeless đi lang thang trên đường này rất là đông. Và cũng có rất là nhiều người ngồi trên vỉa hè như thế này, ở trước các building đó cả nhà. How are you, sir? Where are you from? Bây giờ mình đi qua bên kia, mình quay. Phía đối diện của chúng ta là ngôi nhà thờ đó cả nhà. Một ngôi nhà thờ rất là lớn luôn. Và bên tay phải của mình là ngôi nhà shelter, nhà cho những người vô gia cư.
ở bên kia nó là phố. How are you? You stay here? Ma'am. Where you from? Natchez. Natchez? Back you week from Natchez. Why you sit here? I live here. You live here? Shelter, yeah. Oh. How long you sit there already? Oh, about half a day. Half day? Not too long, huh? My house? Right here. The building. If you're in? Yeah, in the building. I live in there. It's a house. It's for men. For men? For homeless men. Oh. I'm hot, I see that. From here? Huh? From here? No, I'm from Florida. That's my first time I see that. Uh-huh. What are you doing down here? Just visit here. Go somewhere and visit New Orleans. I am hungry and broke. I am hungry. Thank you, sweetie. You're welcome. Thank you. You're welcome. Have a good day. Thank you. That better. You have how now? Yes, ma'am. Don't call outside, okay? Yes, ma'am. Thank you. Have a good day. Yes, ma'am. Ở bên ở trong đó là có nhà cho người ta ở, mấy người đó ở trong nhà. Còn mấy người ở bên đây á, họ không có nhà để ở luôn, họ dựng lều ở ngoài đây. Ở ngoài đây luôn. Mình ghê quá. Cô vô gia cư này á, nhìn rất là giống người châu Á. Mình định hỏi cô ấy vài câu, nhưng mà cô ấy bị đau cổ họng đó, không thể nói chuyện được. Và cô ấy đang ngồi bên túp lều của mình. Dày trên đoạn đường này luôn á, cả nhà có thể thấy. Đây là tất cả những căn lều này là của những người vô gia cư, homeless. Những người này á, có thể là họ không thể vô shelter được. Và cũng có một số là họ không muốn vào shelter để... Cho nên trên con phố này rất là nhiều người homeless tới đây dựng lều để ở. Bên khu này á, là một hàng lều dài như thế. Và đối diện bên kia á, là cũng một hàng lều dài như thế này luôn. Chúng ta có thể thấy là ở đây họ đem rất là nhiều vali, mền, mùng, chiếu gói gì đầy đủ hết. Và mỗi căn lều như thế này giống như một ngôi nhà thật sự để họ ở, sinh hoạt hàng ngày. Và bên tay trái của mình đó là có những người ở đây họ vẫn còn có xe để đi nha cả nhà. Homeless nhưng mà vẫn còn có xe để đi. Và đây nữa có nguyên bộ sofa ở đây luôn. Ở dưới chân cầu này giống như là một thành phố của những người homeless ở đây. Những người ở trong lều này đó cả nhà, thì buổi sáng như thế này thì họ ra ngoài họ đứng xin tiền. Có một số người thì đứng xin tiền, một số người thì ngồi lòng vòng ở đây. Và một số khác nữa thì đi dài dài trên đường này. Nó tạo lên một con đường này toàn là của những người homeless vô gia cư không. Nếu mà những người bình thường đi tới đây họ cũng cảm giác sợ đó. Mình đi trên con đường này cũng cảm thấy sợ nữa. Và đi thẳng trước mặt chúng ta đó là một thành phố rất là lớn, một thành phố rất là xinh đẹp, hoa lệ. Nhưng mà vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh vô gia cư như thế này. Hôm nay thì nhiệt độ xuống thấp, thời tiết cũng khá là lạnh. Nếu những người này họ ngủ ở trong shelter thì họ sẽ bị đuổi ra ngoài.
Giờ này thì không được ngủ ở trong shelter nữa. Shelter là nhà của chính phủ dành cho những người vô gia cư để ở đó cả nhà. Nhưng mà giờ này thì họ phải đi ra ngoài, họ không được ngủ ở trong đó. Và nếu như những người homeless vô gia cư họ có những túp lều như thế này thì bây giờ họ vẫn được ngủ bình thường. Mọi người có thể thấy không? Những người vô gia cư họ đang ngồi bên phía tay phải của mình đó. Những người này thì họ khá lớn tuổi cho nên họ dậy rất là sớm. Và ngồi đó chơi với nhau cũng khá là vui. Xung quanh đây là con phố của những người vô gia cư, cho nên họ dễ thông cảm hoàn cảnh của nhau. Và trên shelter này là đa số là của đàn ông đó cả nhà. Giống như người homeless khi nãy đã nói, đây là khu shelter của đàn ông. Còn khu nhà vô gia cư dành cho phụ nữ là một khu khác, không phải ở đây. Đây cũng là trên đoạn đường hồi nãy, nhưng mà chạy thẳng xuống một chút xíu nữa đó cả nhà. Hồi nãy mình cũng đã nói với cả nhà đây là một con phố của những người vô gia cư homeless. Cho nên trên đoạn đường này có rất là nhiều lều được dựng lên như thế này. Nhưng mà ở đây á thì police, cảnh sát đó cả nhà, thì họ cho dựng lều như thế, họ không có đuổi. Còn ở bên đường 90 bên khu trước mình đi quay đó, là khu đó không thể nào dựng lều như thế này được. Dựng lều lên là police đuổi đi hết, không có cho dựng. Còn ở khu này thì họ cho dựng, cho nên tập trung khá là nhiều homeless vô gia cư ở đây. Những người homeless vô gia cư ở đây họ sống thành một nhóm, một con phố như thế này thì đỡ buồn hơn. Nếu mà sống riêng rẽ ra thì sẽ rất là buồn, rất là đơn độc. Còn sống ở đây có rất là nhiều hoàn cảnh giống mình, như thế thì đỡ tủi thân, đỡ cảm thấy đơn độc và buồn bã hơn rất là nhiều. Tại vì nhìn tới nhìn lui thì có rất là nhiều hoàn cảnh giống nhau, không còn lo sợ cô đơn nữa. Cả nhà họ sống ở dưới này. That's good coffee money. Thank you. How are you today? Huh? How are you today? I'm doing fine. Your wife? See your wife? No, a lady stays right there. How long you stay here already? 3 days? Yeah, just for 3 days. I was born here. I don't even know where it is. They're not gonna give me $5 for coffee. See, the coffee costs 89 cents right there. 89 cents a day, that'll be great. You understand what I'm saying? Yeah. You have family here? No, they're dead. No family? No family? Nah, like I said, they all died. Wow. I was born here. Katrina messed everything up. Now this virus is messing up everybody. But no, thank you very much for this. You're welcome, sir. I'm not trying to, you know. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong next video.